trời đất ơi, công nhận vợ chồng ông ba giận dai thiệt. Có cái bình cổ không bây giờ là bé bỏ nhà đi bụi luôn. Mà bả đi đâu ta? À, chắc là qua nhà ông Sáu. Mà qua nhà ông Sáu mà ba bận đồ như đi thỉnh kinh vậy trời. Hả? Còn gì sung sướng bằng. Nhà này đâu phải cái cửa hàng tạp hóa đâu ha. Mày bày ra mày ăn tối ngày. Mày ở đây tao không thấy mày lợi ích gì, tao không thấy cuốn gói về nhà tía má mày ở đi. Đừng có đuổi. Ba cái sách nông nghiệp để trong á. Lấy ra mà đọc. Tao đi ra tao thăm ruộng chút xíu. Thăm nữa hả? Trời đất ơi, không lẽ giờ làm ruộng giao cho trời dưới đất? Không, cậu đi thăm đi, con để đây con tập trung ăn uống chút xíu. Ruộng có gì đâu mà đi thăm hoài vậy trời. Anh Sáu có ở nhà không Sáu? Dạ không có cậu Sáu con, để có con mén ở nhà thôi. Chứ cậu con đi đâu vậy con? Cậu con đi thăm ruộng rồi, có kiếm cậu có chi không? Trời ơi, con có chút mời, chuyện con. Dạ. Dạ con mời cô ngồi. Chẳng nói giấu gì con, cái vụ mùa mới sắp tới rồi mà cô lo cái vụ cỏ lúa quá, thành ra cô mới qua đây tìm cậu Sáu con đó, để nhờ cậu Sáu con giúp. À, cô lo về lúa cỏ đúng không? Đúng rồi. Có đầu lo thì bây giờ có lúa cỏ thì mình xịt thôi, lúa lên tới đâu mình xịt tới đó, nhiều khi nó chưa lên mình xịt luôn, mình thấy mình mới nhúng đầu ra là mình xịt liền. Chị dữ vậy đó hả? À, dạ đơn giản lắm. Chào chị. Dạ chào anh Sáu. Nãy giờ ngồi đây thuyết pháp gì đó ngu Mai Dương. Bây giờ lúa cỏ mọc lên thì phải làm sao, là phải xịt nó, tiêu diệt nó liền đúng không? Cái mặt dồn giống như mấy con cá rô mà chết ngợp. Cái này lan hoài đúng. Biết thì thưa thốt, không biết thì giữa cột mà nghe. Chỉ tầm bay cho người ta. Bây giờ ruộng chị á, sau khi mà gặt vụ đông xuân xong xuôi rồi ha, mình cài, ta thả nước vô ha, thả nước vô làm chi? Để dụ cho cỏ nó lên. Cỏ nó lên rồi thì bắt đầu mình dùng thuốc diệt cỏ sinh học, sau đó rồi đó mình mới làm cho cái mặt ruộng mình bằng thẳng lại. Sau khi làm đất mình gieo xạ từ 0 cho tới 3 ngày mình phun thuốc xịt cỏ tiền nảy mầm à, thì mình quản lý được cỏ dại. Nhưng mà lưu ý 4-5 ngày sau phải cho nước vô ruộng nha. Thôi xin phép anh nha. Yeah. Tôi hiểu rồi. Yeah. Cảm ơn anh nhiều, thôi cô về nha con. Tôi về. Yeah. Sao con chỉ quá trời mà không cảm ơn con ta? Mày quá trời quá đất à. Mày bưng nguyên một dĩa trái cây, mày cũng phải mời người ta. Mày ăn một mình sao mày cố ăn quá vậy hả? Mày nay mày nhiêu tuổi rồi mé? Cô là cô không đòi làm sao con cho cô được. Ừ, cái gì người ta cũng phải đòi mày mới cho. Đúng rồi. À, vậy tao cầm cái dù này, tao đòi móc cổ mày, mày chịu không? Cậu ơi. Bà con ơi, để quản lý tốt lúa cỏ vụ hè thu á thì chúng ta cần phải diệt cỏ trước khi xuống giống nhé. Có nghĩa là sau khi thu hoạch vụ đông xuân xong á là chúng ta tiến hành cày đất, đưa nước vào ruộng nè để tạo độ ẩm để cho lúa cỏ và cỏ dại mọc. Sau đó chúng ta sử dụng thuốc cỏ triệt sinh. Tiếp theo là chúng ta làm đất thật kỹ, trang bằng mặt ruộng để chuẩn bị xuống giống. Và nhớ là sử dụng giống lúa có xác nhận nhé. Trong vòng 3 ngày sau khi gieo xạ, chúng ta sẽ phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm. Như vậy sẽ giúp hạn chế được lúa cỏ. Và nhớ là đưa nước vào ruộng sớm sau xạ từ 4-5 ngày bà con nhé. Ây da, bà mé mà còn ở nhà ông Sáu, chắc chắn là sẽ còn nhiều chuyện vui để kể cho bà con nghe chơi. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Một chương trình khuyến mãi kinh khủng chưa từng có từ trước đến nay. Tương bừng khuyến mãi thoải mái đến tiền khi bà con nông dân mua một trong ba sản phẩm thép 400SC, bung 650WB, Activist 108SL sẽ có cơ hội trúng 6 giải nhất, mỗi giải trị giá 200 triệu tiền mặt, 39 giải nhì, mỗi giải một xe Honda E-Blade và hàng trăm ngàn gói bung. Bà con lưu ý thẻ cào dán bên ngoài sản phẩm. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2019. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Xin chúc mừng anh Châu Văn Thắng ở xã Thượng Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã trúng 200 triệu đồng tiền mặt và thần tài tôi tiếp tục trao một xe Honda E-Blade tới anh Nguyễn Hồng Duyên ở xã Thuận Thế An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ngày hôm nay tôi trúng xe lắm, tôi rất là vui. Hết mưa mê hàng quả đó cho tôi, phòng chừa được bệnh, đau ốm và lép đá phạt. Tôi rất mừng tôi đã lãnh được 200 triệu của công ty ADC. Dạ, tôi rất cảm ơn công ty ADC đã trao cho tôi số tiền 200 triệu đồng. ADC 20 năm mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm nông nghiệp tiến
những bờ